Mặc dù là chúng ta thấy là có những cái hedge fund lớn bị thua lỗ rất nhiều, thua lỗ hàng tỷ đô la Trong đó chúng ta có những công ty mà nhiều người biết đến là Melvin Thì Melvin Capital thua lỗ rất nhiều và họ phải đóng cái lệnh của mình lại Tuy nhiên là họ đã cắt lỗ rồi, họ không chịu nổi nữa tại vì lỗ quá nhiều Và tính chung đó thì trong tháng này thôi Những cái short seller, những người mà đánh short công ty GameStop đó đã bị thua lỗ lên tới 20 tỷ và đương nhiên các bạn thấy được tiền không có mất đi trong thị trường tài chính tiền chỉ là đi từ những người yếu tay và những người mạnh tay tiền chỉ đi từ những người mà không có chiến lược tốt qua bên những người mà có chiến lược mà thôi thì đương nhiên những công ty này lỗ thì những người khác sẽ có lời những người mà mua những cái call option của GME, có nghĩa là những người mà trên cái diễn đàn Reddit Wall là kiếm được rất nhiều tiền Các bạn cũng đã nhớ là cái người mà dẫn đầu cái phong trào này đã kiếm được lên tới 22 triệu Thôi đã chia sẻ trong cái video trước đây Thì chúng ta thấy được là có rất nhiều người đã trở thành triệu phú trong cái cuộc chiến này Giữa những người đầu tư thông thường và những nhà đầu tư lớn Thì chúng ta thấy là tình hình tuy là như vậy nhưng mà các bạn thấy được là không có ngưng ở đây Chúng ta thấy đó là ngày hôm qua, chuyện đã xảy ra ngày hôm qua thì đột ngột có rất là nhiều những cái dịch vụ trong đó chúng ta có robinhood chúng ta có những cái dịch vụ khác mà cho nhiều bạn à, sử dụng để mà mua cổ phiếu đó như là chúng ta thấy là weibo thường thì không sử dụng robinhood tại vì những cái chuyện xảy ra trước đây liên quan tới robinhood nhưng mà thường thì sử dụng những ứng dụng như là weibo thì cũng tương tự các bạn có thể là mua call option thì những cái dịch vụ đó, đó ngày hôm qua sau khi mà một ngày trước đó ngày trước đó nữa là chúng ta có nói biết là những cái công ty hedge fund đang thua lỗ tại vì sao tại vì cổ phiếu đang tăng tại vì những nhà đầu tư riêng lẻ đang hợp lại với nhau để mà họ mua để giá lên để mà đánh sập những công ty hết phần đó để đưa ra cái thông điệp những công ty đó làm giá xưa này đã quen rồi cho nên bây giờ muốn dạy cho họ một bài học thì hôm qua đột ngột những cái dịch vụ như là Weibo như là Robinhood không cho thu mua những cổ phiếu này nữa trong đó chúng ta có cổ phiếu GameStop mà những cái cổ phiếu tương tự như là EMC. đây là những cái cổ phiếu mà đang bị sốt rất là nhiều và những người mà đang sốt này bây giờ đó thì coi như cũng nhẹ nhõm hơn tại vì ngày hôm qua mọi người không thể mua được có thể bán Nên là các bạn có những cái cổ phiếu của GameStop trong tay thì các bạn có thể bán các bạn không thể mua thêm thì điều này dẫn đến gì điều này dẫn đến là cổ phiếu của GameStop đi xuống các bạn thì được đây là một trong những điều mà nhiều nhà đầu tư rất là phẫn nộ tại vì sao tại vì tại sao mà những nhà đầu tư khi mà họ thua lỗ đó không có ai ngưng giao dịch hết giống như, như các bạn là người bình thường đi các bạn đầu tư thì cổ phiếu đang đi xuống các bạn không thể nào mà kêu sàn giao dịch ngưng không cho giao dịch để cho cổ phiếu đừng xuống nữa nhưng mà ngược lại những nhà đầu tư lớn thì nhiều người nói là tại sao mà những cái hedge fund bây giờ họ đang thua lỗ thì những cái ứng dụng như là Robinhood như là Webull lại ngưng không cho mua khiến cho giá cả đi xuống để cho những nhà đầu tư có lời thì làm gì đâu có công bằng đâu cho nên các bạn mới thấy được là dẫn đến cái sự phẫn nộ và đã có những người bây giờ là họ đã bắt đầu là làm đơn kiện kiện những công ty như là Robinhood là không cho họ thu mua vậy là phạm luật tại sao mà lại thiên vị về một bên như vậy trong khi là công ty Robinhood chỉ là công ty trung gian mà thôi thì chúng ta nhìn vào cái tình hình của GameStop từ này đi các bạn thấy là ngày 25 tây thì GameStop lần đầu tiên qua hơn 150 đô cho đến các bạn thấy được là khi mà Elon Musk đưa ra cái thuyết GameStop thì giá cả của Jimmy đã tăng lên rất là nhanh kế đó các bạn thấy được là ngày 27 tây thì công ty Hedge Fund nổi tiếng Melvin Capital đã bị thua lỗ rất nhiều và họ đã đóng lại cái vị thế của mình chấp nhận thua lỗ kế tiếp các bạn thấy được là giá cả cổ phiếu tiếp tục tăng lên tăng lên đến nỗi mà các bạn thấy được là lên dần tới là 500 đô và đó là ngày hôm qua thì những cái công ty như là Robinhood không cho giao dịch khiến cho giá cả như thế nào giá cả đi xuống và khi giá cả đi xuống thì đương nhiên là những nhà đầu tư mà đang short họ sẽ có lời và điều này dẫn đến cái sự phẫn nộ là tại sao lại ngưng không cho họ thu mua thêm Jimmy thì những công ty như là Robinhood thì lại đưa ra những cái lập luận là họ sợ những nhà đầu tư mới bị lôi cuốn vào cái cuộc chiến này khiến cho những nhà đầu tư đó thua lỗ. Nhưng mà thật sự mà nói là nhiều người bây giờ nói là công ty Robinhood là một công ty mà trung gian. Các bạn cần phải hiểu là Robinhood các bạn gọi là sàn giao dịch hay là ứng dụng cũng được. Nhưng mà thật ra mà nói là họ chỉ là trung gian mà thôi. Các bạn khi mà sử dụng những cái ứng dụng như là Weibo, Robinhood đó, thì họ cần phải đi thu mua những cổ phiếu mà các bạn cần thu mua đi qua những market maker có nghĩa là những cái người mà làm thị trường đó họ là người mà có cổ phiếu trong tay những cái công ty Robin Hood chỉ là những cái công ty trung gian mà thôi và một trong những điều các bạn cần phải hiểu là Melvin Capital là một trong những công ty mà được cái sự tài trợ về tài chính đến từ những cái công ty khác như là Citadel vân vân thì Citadel cũng là một trong những cái công ty mà sử dụng dịch vụ Robinhood rất là nhiều và công ty Robinhood nhiều người bây giờ chỉ trích là công ty Robinhood Cái ứng dụng mà các bạn dùng để mà thu mua những cổ phiếu đó Là cái ứng dụng đó là có quan hệ mật thiết Đối với lại cái công ty mà hỗ trợ tài chính cho Melvin Capital Là công ty Citadel Cho nên vì lý do đó công ty Robinhood đã không cho những người trên ứng dụng của họ thu mua GME Để mà hỗ trợ những công ty mà đang xuất hiện bây giờ Thì xin nói điều này Tôi nghĩ là chỉ có thể là ra tòa án mới biết được tình hình như thế nào mà thôi Tại bây giờ có nhiều người đang làm đơn kiện công ty Robinhood và những công ty tương tự nhưng mà chiều ngày hôm qua thì chúng ta đã nghe nói tới những thông tin là những cái ứng dụng đó bắt đầu là cho những nhà đầu tư thu mua thêm những cổ phiếu này có nghĩa là các bạn có thể bắt đầu thu mua người trở lại thì giá cả là tiếp tục tăng lên cho nên cuộc chiến này vẫn tiếp tục ngày hôm nay khi mà kết thúc đó để thuận cho các bạn thấy được là bây giờ cổ phiếu của Jimmy là cái mức giá như thế nào thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cổ phiếu của Jimmy thì chúng ta thấy được là cổ phiếu này đóng lại ngày hôm nay là vẫn ở cái mức là 325 đô có nghĩa là cái mức mức rất là cao trong cái tình trạng bây giờ cuộc chiến này vẫn xảy ra mặc dù là nhiều nhà đầu tư mà họ đang sốt thị trường này đó những nhà đầu tư lớn những tổ chức đầu tư hedge fund họ đang bị lỗ nhưng mà thực sự mình nói là họ vẫn tiếp tục đẩy tiền vào trong thị trường này có nghĩa là sao có nghĩa là những công ty khác đó họ bị lỗ rồi họ mua lại GMB trả lại cho sàn và họ rời khỏi cái vị thế của mình nhưng mà lại có thêm những người short seller mới những cái người mới mà họ muốn đánh xuống đánh cổ phiếu đi xuống đó họ lại tham gia vào và cho đến ngày hôm nay đó mặc dù là giá cổ phiếu của game stop tăng trưởng mạnh như vậy nhưng mà cái số lượng phần trăm mà đóng lại đó những lệnh số đóng lại chỉ có 8% mà thôi có nghĩa là các bạn thấy là người này rời khỏi thì người khác lại nhảy vào để mà đánh cổ phiếu này đi xuống. Cuộc chiến này đang diễn ra rất là kịch liệt và các bạn thấy là cổ phiếu của Jimmy này bây giờ vẫn tiếp tục là cổ phiếu mà được đang đánh xuống nhiều nhất, đang đánh sốt nhiều nhất và cái số lượng mà cổ phiếu đang bị sốt đã lên tới 113%. Thì nhiều bạn có thể hỏi thường là tại sao mà cổ phiếu có thể được đánh sốt lên tới 113% Có nghĩa là các bạn có 100 cổ phiếu Jimmy đi Thì làm sao mà các bạn có thể sốt tới 113 cổ phiếu thì đây gọi là naked short cái số lượng người còn lại đó là họ bán thống Nghĩa là họ short thống họ cũng có sẵn những cái cổ phiếu Jimmy trong tay Nghĩa là các bạn thường là muốn short đấy các bạn phải mượn được cổ phiếu đó sau đó các bạn có thể short nhưng mà nhiều người mà short thống á, họ có thể là short nhưng mà không có sẵn cổ phiếu Jimmy trong tay thì sẽ dẫn đến là nếu như mà cổ phiếu Jimmy tăng trưởng mạnh đột ngột thì họ cần phải đi lên thị trường để mà mua lại và nếu như mà chỉ có một số lượng cổ phiếu Jimmy ấn định thì làm sao có thể là đủ để cho mọi người mua lại thì khi mà những người nào mà đóng định số của mình thì lúc đó họ thu mua lại những cổ phiếu Jimmy đó trả lại cho sàn thì những người khác sẽ có cơ hội để mà thu mua lại những những cái cổ phiếu Jimmy đó để mà trả lại cho sàn tiếp tục nhưng mà với cái giá cao hơn đây là lý do tại sao mà cái giá cứ tăng liên tục như vậy thì một trong những người mà nổi tiếng mà mất rất nhiều tiền về cái sự việc GameStop này đó tại vì khi mà Depanoi, Depanoi là một trong những nhà trader rất nổi tiếng mà rất nhiều người theo dõi thì Depanoi đó thì cũng tham gia để mà thu mua GameStop nhưng mà sau đó đó thì những công ty như là Robinhood lại không cho Depanoi tiếp tục thu mua dẫn đến là thua lỗ cho nên Depanoi là một trong những người mà đang rất là có tiếng nói mạnh bây giờ đang chỉ trích những công ty như là Citadel, như là những công ty như là Robinhood và Tôi nghĩ là Deeparnoi sẽ có một cái đơn kiện riêng khác biệt với là cái đơn kiện hiện bây giờ bây giờ đang có một cái đơn kiện tập thể class action lawsuit để mà kiện công ty Robinhood Deeparnoi cũng sẽ có một cái đơn kiện riêng để mà kiện những công ty như Robinhood tại sao lại có thể ngưng trong cái thời điểm mà quan trọng như vậy tại sao lại nghiêng về bên phía của những công ty lớn trong khi mà các bạn thấy là tình hình bây giờ đó thì cả hai bên đây cũng là một trò chơi mà thôi các bạn thấy là cả hai bên đều có nguy hiểm đều có lợi nhuận Chứ không phải là bây giờ nhiều người đó thì bên những công ty lớn nói là đây là một cái cuộc làm giá. Thực ra mà nói các bạn không nên biết là khi mà những công ty lớn như là những cái công ty như là Melvin Capital khi mà họ hợp lại với nhau, họ đóng cửa, họ đi một nơi bí mật nào đó những công ty lớn đó họ hợp lại với nhau, họ lấy tiền một số lượng tiền lớn từ, từ, những nhà đầu tư sau đó, đó là họ lại đi sốt những cái công ty này để mà đánh giá cổ phiếu đi xuống thậm chí là họ còn mua những cái giấy nợ của những công ty như là GameStop để làm gì để cho họ là chủ nợ bắt những công ty này phải bán tài sản công ty phải đóng cửa một số những cái tiệm để làm gì để cho thu nhập kém đi để cho giá cổ phiếu đi xuống để cho họ sốt họ kiếm lời được thì những cái công ty lớn đó họ cùng nhau bè phái để mà đánh những cái cổ phiếu này đi xuống thì đó không phải làm giá là còn gì đây là một trong những điều mà đang được tranh cãi bây giờ thì những nhà đầu tư ở trên Wall Street Bet ấy, nhiều người nói là những người này cùng nhau làm giá của thị trường đều rất nguy hiểm nhưng mà những người này thì lại chỉ trích là những công ty lớn đó mới là những người nguy hiểm tại vì họ cùng nhau hợp lại làm giá thị trường và họ đã quen cái thói làm giá đó trong nhiều nhiều năm qua nhưng mà họ không ngờ lại có cái ngày này và ít ra thì những gì mà Wall Street Bet làm đó là ở ánh sáng có nghĩa là bất cứ gì làm đều được bình luận ở trong cái diễn đàn này chứ không phải là trong bóng tối như là những cái công ty kia đây là cái tình hình hiện bây giờ và các bạn thấy là không chỉ riêng là những nhà đầu tư như là Deeponoi và chúng ta có nghị sĩ của cả hai bên đảng cộng hòa và đảng dân chủ cùng nhau hợp tác với nhau để mà xử lý cái sự kiện của Robin Hood này chúng ta có những cái nghị sĩ lớn như là nghị sĩ của đảng cộng hòa Pat Toomey, nghị sĩ của đảng cộng hòa Ted Cruz, nghị sĩ của đảng dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez chúng ta có nghị sĩ nổi tiếng Elizabeth Warren, một trong những người mà xử lý cái vụ của công ty ngân hàng Wells Fargo trước đây mà phải dẫn đến là CEO của công ty Wells Fargo phải từ chức cách đây vài năm. Các bạn thấy được là nghị sĩ Kelly Armstrong, nghị sĩ George Beatty, nghị sĩ Rashida Talib. Các bạn thấy được đây là những cái nghị sĩ rất có tiếng tâm và đến từ cả hai bên, Dân Chủ và Cộng Hòa. Bây giờ các bạn thấy được là cùng nhau để mà xử lý cái sự kiện của Robin Hood này thì thường nghĩ là một ngày gần đây công ty Robin Hood là phải đi đến quốc hội để mà giải thích là tại sao mà lại ngưng không cho giao dịch ngày hôm qua dẫn đến là nhiều nhà đầu tư riêng lẻ bị thua lỗ lý do đó là lý do gì nhưng mà trước khi mà chúng ta bắt đầu chỉ trích những công ty như Robin Hood thì thường nghĩ là chúng ta cũng cần thêm thông tin tại vì thường đã chia sẻ với bạn những cái công ty Robin Hood này đó là những công ty trung gian mà thôi thật ra những người chủ mưu là những người đứng sau lưng như là những công ty uh, như là Citadel vân vân thì bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được là chủ mưu là ai tại sao lại hàng loạt những công ty ngày hôm qua như là Robinhood như là Weibo là không cho người giao dịch thu mua những cái cổ phiếu như là GME để làm gì thì nhiều người bây giờ đương nhiên là nói là để hỗ trợ những cái nhà đầu tư lớn những cái hedge fund thì đây là cái tình hình mới nhất liên quan đến cái sự kiện của cuộc chiến giữa Wall Street Bet và những cái công ty hash fund lớn và điều này cũng có cái sự ảnh hưởng đến tới cái thị trường crypto của chúng ta các bạn thấy được là ngày hôm qua thì đó là một cái trò đùa mà thôi nhiều bạn nhắn tin thân thuận là cái đồng Wall Street Bet là đồng nào tại sao là đứng cái hàng đầu qua khỏi bitcoin tự nhiên các bạn thấy là đây chỉ là một trò đùa của con market cap mà thôi chứ không phải là một đồng thật sự cái sự ảnh hưởng đó thì nghĩ là sẽ có tại vì các bạn thấy được đó là những cái sự kiện như là Robinhood đóng lại chương mục hay là không cho giao dịch một số những cái cổ phiếu nào đó đây là những cái điều mà sẽ không thể xảy ra được nếu như mà các bạn sử dụng những cái nền tảng như là Uniswap đây là những cái nền tảng hoàn toàn phi tập trung các bạn không có bất cứ một ai đứng đầu và khi mà giá xuống hay lên thì không ai có thể là cản được và tôi nghĩ là nhiều nhà đầu tư từ cái subreddit Wall Street Bet nhận được rất là nhiều cái sự ủng hộ của những người mà nổi tiếng trong thị trường crypto này trong đó chúng ta có anh em sinh đôi của sàn Gemini và nhiều người khác cho nên những người mà ở trong cái Reddit này đó Thường nghĩ là một số người bây giờ cũng đã tìm đến thị trường crypto này Và bây giờ họ đã thấy một cái thị trường hoàn toàn mới Một cái thị trường mà các bạn thấy là có thể đẩy những cái đồng altcoin lên rất là mạnh Và thị trường mà có lực ít hơn là thị trường khoán hiện bây giờ Và thường nghĩ là đây chỉ là cái sự bắt đầu mà thôi sẽ có nhiều người và nhiều người hơn từ cái subreddit của Wall Street sẽ từ từ nhảy qua crypto tôi nghĩ đây sẽ là những điều mà chúng ta thấy cho nên trong thời gian tới đây các bạn thấy những cái sự kiện như là đồng Dogecoin tăng trưởng 800% ngày hôm qua chỉ là mới bắt đầu chúng ta sẽ từ từ thấy thêm nhiều sự kiện tương tự và đây là những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho bạn trong cái video ngày hôm nay một lần nữa tôi hy vọng là các bạn có được một cuối tuần vui vẻ và tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và ngày mai sẽ không có video tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Thuận muốn dành mỗi thời gian ở cuối video để mà chia sẻ một số những chi tiết liên quan tới những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital nếu các bạn sử dụng một số dịch vụ như là bạn nhìn thấy trên màn hình thì trước hết đó chính là sàn Margin FX đây là một sàn mà Thuận Capital được giới thiệu từ bấy lâu nay đây là một sàn Margin mà rất nhiều bạn sử dụng hiện bây giờ và sàn FX là một sàn mà hỗ trợ Việt Nam và nhiều quốc gia khác nhưng mà hiện bây giờ Xenop X là một xe mà không có hỗ trợ Hoa Kỳ Nhưng mà các bạn khi mà đăng ký Thì các bạn có thể bấm vào xem chi tiết Để tìm hiểu một số những thông tin cũng như là những cái bài viết hỗ trợ Và các bạn có thể bấm vào cái nút màu xanh lá cây Đăng ký group hỗ trợ Các bạn bấm vào đăng ký group hỗ trợ Thì đội của Thuận sẽ có thể là giải đáp Những thắc mắc của các bạn khi các bạn mà vào nhóm hỗ trợ cái đó là sàn margin emt đây là một sàn cũng là trade margin nhưng mà có hai cái sự khác biệt thứ nhất đây là một sàn mà có thể cho các bạn sử dụng cái chế độ copy trade có nghĩa là copy lại những trader khác và thứ nhì đây là một sàn margin mà vẫn hỗ trợ hoa kỳ ở thời điểm hiện bây giờ các bạn có thể thử nghiệm sàn emt này kế tiếp một sàn mà các bạn rất quen thuộc đó chính là sàn binance quốc tế đây là sàn Binance.com thì tham gia thông báo liên quân thuận được các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch thông thường hay là giao dịch spot với cái mã đăng ký này và giảm 10% phí dịch future với cái mã đăng ký này các bạn bấm vào một trong hai link này các bạn đều có thể được hưởng cả hai cái ưu đãi này giống như các bạn bấm vào link đăng ký giao dịch spot đi các bạn vẫn có thể được hưởng cái phần trăm giảm của future các bạn thấy được là commission kickback rate là 2% nghĩa là các bạn sẽ được hoàn 20% khi mà sử dụng cái link này và trở lại thì các bạn thấy được là sàn Binance.com Sàn Binance quốc tế này là hiện bây giờ là hỗ trợ các quốc gia Nhưng mà không có hỗ trợ Hoa Kỳ Nếu các bạn đang sống ở Hoa Kỳ Thì sàn Binance US là một lựa chọn cho các bạn Ngoài chừng các bạn sống trong 8 tiểu bang mà vẫn chưa được hỗ trợ Trong đó có Texas Còn là những tiểu bang khác phần lớn đã được hỗ trợ bởi sàn Binance US rồi Các bạn có thể tham gia vào sàn Bybit Đây là một sàn mà Margin không hỗ trợ US Trader Và đăng ký thông minh liên các bạn có thể được giảm phí giao dịch tháng đầu lên tới 10% và hiện bây giờ có chương trình bonus lớn nhất trong năm có thể nhận được bonus lên tới 620 đô la chỉ mình nào mà có hứng thú thì những thông tin chi tiết sẽ nằm ở bên dưới cái link này và các bạn có thể tham gia vào sàn Coinbase một sàn mà thường không nghĩ là cần phải giải thích Tại vì đây là một cái sàn rất là nổi tiếng dành cho những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ, Anh, Úc và 27 quốc gia khác. Đây là một sàn mà rất là dễ sử dụng dành cho những bạn mới tham gia vào. Và hiện bây giờ thì sàn này theo thông biết thì vẫn chưa hỗ trợ Việt Nam. Nhưng mà các bạn có thể là mua 100 đô crypto để được tặng 10 đô la. Đây là cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuần capital khi các bạn mua lần đầu tiên. Và kế tiếp là BlockFi, đây là một cái ứng dụng landing có lãi mà thường đã sử dụng trong thời gian nhiều tháng qua Và hiện bây giờ có cái bonus mà có thể nhận được lên tới là 250 đồng bonus khi mình tham gia vào Thì có một số bạn hỏi thuận là cái sàn này có giống như Bitconnect hay không thì đương nhiên là không giống Bitconnect là một cái mô hình lừa đảo, đây là một cái dịch vụ mà rất nổi tiếng mà ở Hoa Kỳ và rất là nhiều người sử dụng cũng như là rất là nhiều người chăm vốn vào cho công ty này đây là công ty BlockFi và các bạn có thể Google để tìm hiểu những cái thông tin cũng như là cái bài viết thường đã chia sẻ bên dưới này. Công ty BlockFi này các bạn chỉ có thể nhận được khi các bạn gửi những đồng lên tới cao là khoảng chừng là 6% một năm mà thôi. Sau với lại Bitconnect là 30% một tháng thì các bạn có thể thấy được là sự khác biệt như thế nào. đương nhiên 6% một năm là một con số mà có thể không nhiều đối với nhiều bạn nhưng mà đó là những cái dịch vụ thật họ chỉ có thể cho các bạn lên tới lợi nhuận bao nhiêu đó mà thôi tại vì họ cần phải kiếm được lợi nhuận và cuối cùng là crypto coin đây là một cái dịch vụ hỗ trợ biểu đồ và cái dữ liệu phân tích on chain thì các bạn tham gia vào các bạn sẽ nhận được 30 đô la credit À, nếu như mà các bạn nâng cấp tài khoản thì đây là một những ưu đãi dành riêng cho bạn nào mà tham gia crypto khoan thông qua liên kết thuận capital thì tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn